Rồi ok, làm tiếp ạ. Thế thì là thứ này mà giờ tôi mới lấy dữ liệu là dữ liệu do mà tôi sẽ cùng làm cho nó ra thôi. Giờ bắt đầu ta mới đi lấy này. Thế thì cái bảng sản phẩm thì lấy từ cái gì ra? Như vậy, các bạn tìm đến cho tôi cái tập tin index này đi của lấy sản phẩm. Tìm đến cái file đó đi để viết code. Được chưa? Đang máy là nói nhanh thôi. Đang quản trị và đang là quản lý sản phẩm. Bao nhiêu? Rồi, đang 28. Được chưa? Có cái mã lệnh xử lý. Thấy cái đoạn mã lệnh xử lý đang 28. Có cái mã lệnh xử lý rồi không? Đấy, thế thì mà để xử lý thì ta sẽ gọi cái gì vào? Bước đầu tiên ta gọi cái gì? Đây, ta đưa trên phần heat nha. Chú ý thì ta sẽ đưa trên phần heat này. Ok, BSB này. Được chưa? Rồi, ta nên cái đối tượng của cái bảng sản phẩm thì ta nên đã tạo ra product, được không? Người ta trùng tên với tên model thì ta sẽ xử lý. Ok, thế thì ở đây tôi đặt là product bằng load mode. Được chưa? Và ta lấy trong backend và ta lấy product vào. Rồi, giờ này bắt đầu ta chạy này. Chạy lên này. Thì hiển nhiên nó bao lỗi đúng không? Là cái tập tin này chưa có này. Được chưa? Ta sẽ tạo tập tin product.php ở trong gì? Đây, trong một đồ backend, ta tạo một tập tin có tên là product lưu lại. Và tôi khuyên các bạn là nếu như mà muốn làm cho nó nhanh thì tạm thời cứ copy cái đoạn này cho tôi đi. Được chưa? Copy cái đoạn này đi sang product này, dán lại này. Và tất nhiên đóng bờ ngoặc cho nó đủ này. Và ta bắt đầu đổi này, cái trừ này là trừ gì? Và bảng này là bảng gì? Đúng không? Đấy, thế thì cái file này nó nằm ở đâu nhá? Các bạn phải đánh dấu hai cái trang đó để ta lật qua lật lại, đúng không? Hay tập tin này nó nằm ở trang mấy? Tôi nói luôn là mọi thứ nó đều nằm trong code, chỉ có các bước và các thao tác đi làm thôi. Còn mọi thứ nó nằm trong tài liệu mình thấy rồi đó. Được chưa? Thao tác thôi á. Thế thì giờ ta đã chạy cái đó thành công. Thì giờ nó chạy thành công này. Chạy thành công này. Và giờ ta sẽ lấy tất cả những sản phẩm ra để đưa vào trong này. Được chưa? Tất cả. Thế thì tôi nói luôn, quy tắc đặt tên của tôi, danh sách sản phẩm thì tôi dùng trừ list. Rồi, product, tôi dùng cái trừ product list. Và ở đây tôi đưa vào một cái trừ index. Nghĩa index là cái gì? Tại vì trong chức năng quản trị tôi có chức năng là thùng rác và không phải thùng rác. Thì index này là thùng, không phải thùng rác. Ok. Thế thì cái hàm này tôi sẽ khai báo ở đây. Và tôi sẽ ghi trừ function product. Ngồi nha. Product list. Và ở đây tôi sẽ đưa ra một cái biến có tên là index by. À thế này. Thế thì nếu như tôi ghi thế này có nghĩa là mặc định nó là cái gì? Mặc định nó là cái gì? Mặc định nó là index đúng không? Thế thì nếu như trường hợp mà là index thì ta có cần đưa index không? Không cần cũng được như thế. Ok ha? Không đưa có nghĩa là index, mà đưa là giá trị khác. Ok. Thế thì ta có thể đưa hoặc không đưa. Đưa cũng được, không đưa cũng được. Thế thì nhớ là đưa bị, nếu như đưa là đúng. Do vậy xuống đây, tôi có một câu lệnh if. Nếu như bay của tôi mà bằng index
thì đây là câu lệnh SQL mà không phải thùng rác. SQL không phải thùng rác. Ok, thì câu lệnh SQL không phải thùng rác như sau. Select sao from bảng là gì chứ? Table where trạng thái xin lỗi trừ gì? Product bằng nháy nháy không phải thùng rác có nghĩa là khác phủ định. Không phải thùng rác có nghĩa là phủ định không. Như thế thôi. Không là thùng rác, không phải thùng rác là khác gì? Khác không. Ok. Và ta sẽ order by theo cái product credit app. Được chưa? Và câu lệnh này xong chưa? Có thêm điều kiện gì trong đó nào không? Có không? Nếu không có thì ta sẽ ngược lại cũng là câu lệnh SQL này, nhưng nó chỉ khác ở chỗ này thôi. Được chưa? Một bên là khác không, một bên là bằng gì? Bằng không. Và sau khi chạy ra khỏi cái này, ta có được câu lệnh SQL như thế thì ta sẽ trả về sheet query on của câu lệnh SQL. Rồi, như thế là kỳ câu lệnh SQL thành công. Ta chạy đây lại. Ok, nó báo lỗi rồi. Product dòng số 3 index bị lỗi. Đây, product đâu? Ở đây. Ở trên này copy xuống là sao mà gì? À đúng rồi, ok. Rồi, trở lại, ở đây. Và nó không báo lỗi gì, chứng tỏ nó ra rồi đó. Ra rồi, thế thì ta sẽ chạy phong lập for it ở đây. For EACH. Và đây ta sẽ là lead AS round. Nhớ là tôi thường dùng quy tắc là lead là danh sách, round là mục tiêu. Ok. Và ở đây tôi sẽ chèn vào đây tấm hình, đúng không? Tạm thời tôi lấy ID trước đi. ID là ở đây, PHP. E cho round product ID. Được chưa? Thử nếu như nó ra ID là thành công. Đây. Oh, 43. Xin lỗi. For thì end gì? For S mới đúng. Rồi, trở lại. Rồi, product ID. Nhưng nó 42 sai à? Không hiểu cái này. Round này, product ID là không có hả? Rồi gì? Tạm thôi tôi ring cái này ra nhé. Và ring cái này ra, cái nó ra cái gì ở trên, cái nó đi. Ồ chết cha rồi. Hôm trước query on của mình là trả về cái gì nhỉ? Rồi có lấy này. Query on của mình đâu? DB đâu rồi? DB đây. Query on. Fetch hôm trước tôi thống nhất rồi, ta dùng fetch đi nhỉ? Fetch a sort. Đúng không? Hôm trước trên lớp tôi thống nhất là fetch a sort. Được không? Còn cái này nó đã trả về mẫu tin này, do vậy cái này sai rồi đây. A gì? Được chưa? Rồi copy luôn cái này nha. Xuống đây nha. Cái chỗ nào mà như thế là bỏ vào đây ha. Được chưa? Assort. Rồi ta chạy lại. Assort thì nó mới hiểu là cái product name là gì, product ID là gì. À ok. Thế thì đây, đúng rồi. Nhưng nó trả về kiểu dữ liệu khác.
thì nó sẽ khác đi. Ok, trở lại. Đúng chưa ID chưa? Ok, ta có thể sắp xếp này. Được chưa? Sắp xếp này. Rồi, ta lấy tên nhá. Tên, nhưng cái tên thì tôi thường là gắn với cái đường link gì đó. Tên thì gắn với cái đường link. Thế thì trước khi đưa vào cái name, name là vị trí thứ hai ở đây. Và tôi sẽ đưa vào đây cái A. Được chưa? Link là admin.php hỏi option bằng bằng product và get bằng update. Rồi. Xóa cái thằng này đi. Rồi cái tên thì ta copy cái này. Và update là update mẫu tin nào? Update mẫu tin nào? ID bằng mẫu tin. Và ở đây là tôi đưa vào cái name. Đấy. Như thế. Và tôi trả lời này. Đưa vào cái name này. Ok ha. Nhưng kích vào cái này nó ra đường link này này. Phải ra đường link này để cập nhật cái mẫu tin số 2. Cập nhật mẫu tin số 2. Rồi đây. Là như thế. Rồi tấm hình. Tấm hình thì sao? Tấm hình thì ở đây ta sẽ dùng cái email ở đây. Nhưng trước khi làm tấm hình thì tôi nói luôn là ta nên để style white ở đây này. White 100 thôi. Hay là 80 thôi. 90 thôi, ok. Và ở chỗ này là tấm hình. Thế thì ta sẽ là hình là gì? IMG đúng không? Được chưa? Public đúng không? Hình tôi sẽ tổ chức có khoa học một chút xíu, là nằm trong thư mục email. Hình của sản phẩm thì nằm trong sản phẩm. Được chưa? Và ở đây tôi sẽ lấy tấm hình ra. Tấm hình ra thì ở đây tôi lấy IMG. Và alert của nó là IMG luôn đi. Hay là IMG đi. IMG. Và tôi sẽ reborn size cái tấm hình này. Rồi, class IMG plus. Đấy. Zoom to lên nha. Nếu zoom to lên thì nhìn rất là khó nhìn. Nó không tổng quan. Các bạn trở lại. Nếu như có hình thì nó ra hình. Không có hình thì nó ra cái select của tấm hình đó. Và cái hình này là hôm trước ta lấy từ của ấy nào nhỉ? Giày nam giày nữ. Ôi tạm thời tôi sẽ đi copy hình nằm trong cái thư mục hình của tôi, các thể ra không nha. Web đây có hình không? Xóa rồi, hình như xóa rồi sao ạ? Demo đi. Demo trong này coi nhá. Public email. Tạm thời tôi copy mấy cái tấm hình này sang luôn. Ok. Rồi. Hồ diễn lời public. Tạo một thư mục gì? Nhớ là gõ cho đúng nè. Rồi vào trong này. Rồi tôi dán cái code này vào. Và tôi chạy ra coi nó có cái nào dính không. Tại sao nó chạy nặng thế này? Chạy sao nó chạy nặng thế này? Nguyên nhân là nó đến 400 mẫu tin. Nó đoán lên cùng một lúc. Nhưng nó chỉ hiển thị thôi. Đấy, do vậy nó rất là nặng. Ok, do vậy giờ ở đây ta sẽ lấy ra cái loại sản phẩm bằng ngày. Trước khi là lấy loại, thế thì ta lấy tên loại với ta. Tôi không lấy gì. Tôi lấy tên loại với tôi không lấy mã loại. Ok. Và trong sản phẩm thì chỉ có mã loài thôi. Nếu như ta đưa vào đây là mã loài này. Ta copy thì đừng cái này nha. Để ta làm cho nhanh nhanh nha. Do vậy cái này là loài là mã loài là get ID. Rồi cái này là được tạo bởi ngày nào đó là Carichi Ad. Ok. Và ta chạy lại một chút xíu coi nó ra cái gì. Mà loài thì không ok lắm đâu. Ta phải lấy ra tên loài. Nhưng trong môn này ta không có zone được nhiều bạn. Do vậy ta sẽ dựa vào cái mà ta lại truy vấn cái tên.
Do vậy, tại cái này tôi có loát thêm một cái nữa, không biết trong tài liệu có không, nếu có thì ta gút thêm một cái nữa, đó là category. Được chưa? Hiểu không? Mà loát category thì thế thì trong này nó lại thiếu cái category, đúng không? Rồi, do vậy đây ta sẽ tạo ra một cái category .php lưu lại. Và tôi khuyên các bạn là nên copy bên này chân sang cho nó nhanh nha. Copy cái đoạn bên này cho nhanh. Cho nó nhanh. Rồi dán vào đổi tên cái này thành ý. Yeah, cái này là category. Ok ha. Category. Ok. Rồi như thế là xong rồi. Thế thì ta sẽ lấy ra tên sản phẩm. Thế cái hàm mà để lấy ra tên sản phẩm là cái gì thì ở đây các bạn mở vào trong này sẽ thấy. Vào trong category sẽ thấy. Được chưa? Và tất nhiên là function category, và ta lấy name này ha, lấy name của cái ID nào đó, và cái câu lệnh SQL đây là select sao from bảng là zip table là category where ID category ID bằng cái ID mà các bạn đưa ở ngoài vào. Và tất nhiên ở đây tôi lấy một mẫu tin thôi. Được chưa? Lấy một mẫu tin thôi. Rồi, và ở đây tôi sẽ kiểm tra. Cái này không cần kiểm một mẫu tin cũng được. Đây, như thế cũng được. Và tôi kiểm tra nếu như mà có mẫu tin. Có mẫu tin, có nghĩa là gì? Có mẫu tin này thì ta sẽ lấy ra một mục tin. Được chưa? Có này. Tóm lại ở đây tôi sẽ là nếu như count. Thôi tạm thời như là gì? Zip query count của câu lệnh SQL chạy vào đây nghĩa là có, đúng không? Chạy nghĩa vào đây nghĩa là có. Có nghĩa là đây là trả cái số mục tin mà khác không. Có nghĩa là có. Mà có thì tôi sẽ return ra tên. Tôi chỉ lấy tên thôi mà chứ tôi có lấy mẫu tin đâu. Ok ha. Tôi phải return, tôi sẽ return ra. Ở đây tôi đồng thời đặt một cái round bằng seed query 1. Tôi lấy đưa vào câu lệnh SQL và tôi sẽ return ra round category name. Rồi, ngược lại là không có cái gì hết thì ta return. Sao phải ngược lại thế, khỏi L đi. Return no name. Tất nhiên không có thằng nào no name hết á. Hoặc ghi trừ rất là thế này, un. Nó không thuộc loại nào hết, đúng không? Có nghĩa là sản phẩm này không thuộc loại nào hết, uncategory. Và như thế thì ta sẽ thông qua cái hàm này, ta sẽ lấy ra tên. Thông qua hàm này ta lấy ra tên và ta sẽ in cái tên vào vị trí này. Được chưa? Thế thì ta có thể chờ cho zip. Zip gì? À xin lỗi, không phải zip mà category. Đúng không? Category và cái hàm là gì? Category name và đây đưa vào thế này là nó ra. Các bạn có thể là tách riêng ra để gọi vào được hoặc là gọi thẳng vào đó luôn cho nó nhanh. Và sẽ chạy ra nhá. Chạy ra nếu như nó lấy ra tên là ok. Đây nó lấy ra tên là ok, đúng không? Là nó là giày nam giày nữ gì đó. Không biết có thằng nào ấn category không? Thử đấy nhá. Ấn category, ấn category không có. Và giả sử tôi test một thằng nhá. Tôi test một thằng sản phẩm này. Cái mã của sản phẩm này này. Cái mã của cái sản phẩm này là 8888. Tất nhiên thằng này không có rồi. Được chưa? Mã của cái thằng này không có. Thế thì chạy lên gõ chữ uncategory. Chờ một chút xíu nhá. Đây nó có thằng đầu tiên này. Được chưa? Tránh trường hợp là không có nó bị lời đó. Tránh trường hợp là các bạn nhập liều nó sai kỹ năng. Nó bị lời đó. Là uncategory đó. Ok.
nó không thuộc loài nào hết. Và tạm thời như thế là ổn nha. Rồi tiếp tục. Tiếp tục ta sẽ lấy cái chức năng. Và chức năng này ta có 3 cái chức năng: thay đổi trạng thái, xóa vào thùng rác và sửa. Được chưa? Có 3 chức năng. Và 3 chức năng này tạm thời tôi sẽ thiết lập 3 đường link cho nó. Và cái này chú ý là làm đẹp một lần, rồi sau này ta copy sang những cái trang khác thì không cần làm lại. Ok. Rồi làm đi. Tôi sẽ làm cho nó đẹp ở đây. Thế thì trước tiên tôi sẽ đưa đường link là A. Tạm thời tôi sẽ rút nhỏ xuống, tôi copy cái này. Được chưa? Thành 3 cái. Cái thứ nhất là thay đổi trạng thái, zoom to lên để sửa nha, status. Được chưa? Cái thứ hai, cái thứ hai đó là update. Update thì nó là update luôn rồi. Cái thứ ba là xóa vào thùng rác. Del search xóa vào thùng rác. Và xóa, ta xóa mẫu tin nào ta cũng giữ lại cái này, đúng không? Đấy. Rồi, còn cái thằng này, còn cái thằng này ta không có để lại, không có để lại, ta nên xóa nó đi, xóa nó đi. Và ta xóa nó đi, giờ thì bắt đầu ta mới gì đi tìm cái gì icon ta đưa vào đây. Icon ta đưa vào đây. Icon thứ nhất tôi tìm đó là icon, tìm ha. Trạng thái, ta đổi chữ status coi. Không có cái nào đẹp hết rồi. Thế thì tôi dùng chữ on. On đây này. On. À tôi lấy cái này nha. Được chưa? Thế thì tôi đưa cái này vào. Copy cái này. Rồi tôi đưa vào đây. À, nhưng tôi lại tư duy một vấn đề. À, hiện tại trạng thái nó đang bị ẩn thì ta nên cho cái khác, cần phải hiện cho cái khác. Do vậy ở trên này tôi có ghi một đường code khác đi. Đây, đây. BSB, zoom to lên nhá. Tôi sẽ lấy một cái biến là status bằng, nếu như row của cái thằng, row của cái thằng gì, Rodert, product status nó, nếu như nó bằng 1, bằng 1 thì tôi sẽ cho nó một cái trừ này. Tôi cho nó cái trừ này. Còn ngược lại thì tôi nó cho nó cái gì? Cái này. Ồp. Đây, copy cái này. Và tôi cho nó cái này. Ồ, chấm nháy đi. Đây. Đấy, thế thì ta sẽ đưa cái trừ này vào đây. Và nó là một cái trừ thôi, nhưng đã gán cho nó một cái biến, thế thì ta ê cho cái biến vào đây. Chạy lên. Và ta đã có được một trong hai icon. Một trong hai icon nha, chờ chút xíu nó ra. Được chưa? À, cái thằng này thấy trạng thái khác không? Thằng này trạng thái khác không? Ờ, nhưng giả sử trạng thái off thì tôi cho màu đỏ, mà trạng thái on thì tôi cho màu xanh. Thế thì ha. Thế thì tôi có thể dùng cái này. Dùng cái này luôn. Rồi, và tôi cũng chỉ đổi lại cái này thôi. Đổi cái này đến sau này, đến sau này này. Đến sau này là dangerous. Thôi chữ test dangerous đi. Test dangerous. Còn cây này là gì? À xin lỗi, màu nó là màu xanh mà. Được chưa? Còn cái này là test dangerous. Ok. Và cái chữ này là alert đi. Và cái chữ này tạm thời tôi sẽ
E cho vào đây. Yeah. Nhưng nó là class. Class. Rồi thì class ở đây tôi cho nó E cho vào đây. BNB. E cho. Rồi chấm phẩy, đóng lại. Ok, ta chạy lại này. Ta chạy lại này, nhớ là E cho vào cái class nha. Và ta chạy lại, giờ nó ra gì? Đúng không? Ok. Thằng nào màu xanh thì màu xanh, thằng nào màu đỏ, màu đỏ. Nhớ là đây tôi mới chỉ xử lý hiển thị thôi nha. Rồi, và tôi vào trong bootstrap. Tôi gõ trừ tooltip này. Tooltip này và ở đây tôi lăn xuống tôi có một cái chữ tooltip đây. Ok, tooltip top đi. Tooltip top là cái này. Tôi copy cái đường code này. Tôi đưa vào cái thằng A. Tôi đưa vào thằng A. Thằng A là đây, sau đây. Và tôi đặt cho nó một cái tiêu đề. Tiêu đề title là ở đây là gì nhỉ? Trang nghi hai. Ok, và các bạn hover chuột cho tôi nhìn này. Hover chuột vào cái trạng thái, nó xuất hiện cái trừ. Ở trên là trạng thái là tầm 7 rồi. Chạy lên này cưng. Đó. Úi trời ơi, sao nó không ra ta. Buồn nhỉ. Tun tiếp coi này, còn cái gì nó nằm ra chỗ này nè không à. Ok. Đủ rồi mà. Buồn nhỉ. Hover chuột vào cái A mà cái A nó chưa có link. Link ở đâu rồi đây. Ok. Rồi tôi copy cái này lại coi. Copy cái này đổi lại cho cái thằng A. Thôi đúng rồi mà. Chạy lại coi, nó ra gì? Không ra là buồn quá này. Nó ra chữ trạng thái rất vô duyên. Đấy, tôi muốn ra cái chữ này này. Đấy, cái chữ trên thấy không? Ok, mình nó không có ra. Rồi, thế từ từ xử lý cái đó đi. Nhớ là vậy, có thể nhúng những cái đó vào cho nó đẹp nè. Rồi, cái thứ hai, cái nút thứ hai là nút gì? Nút thứ nhất rồi này. Nút thứ hai là update. Update thì ta nên tìm cái icon gì? Edit ha. Cái này được không? Được không? Icon là tùy các bạn thôi. Nhưng mà ví dụ tôi tìm cái này đi, lấy cái này đi. Ok. Nhớ là cái nào mà có chữ pro là nó không được đâu nha. Và cái này thì ta chỉ cần copy thôi. Không cần gì nhiều đâu. Copy này. Đấy. Và ta chỉ cần đưa vào chỗ này. Xong. Và tất nhiên ta phải ghi chú cho nó là hơi chuột vào nó là thun tím đúng không? Là nó gì? Là cập nhật. Tại vì ta có cái ghi trừ gì vào đó không? Không thì nó rất là xấu. Và vậy như thế này, ví dụ như nhìn này, có ghi trừ gì không? Đây nó còn có trừ, đúng chưa? Rồi trường hợp xóa. Xóa thì ta dùng chữ search được rồi. À mà search ở bên này có rồi này, trên này có rồi. Copy trên này xuống là xong. Xóa thì ta cho màu đỏ nhỉ, đúng không? Xóa cho màu đỏ, đúng không? Ok, xóa cho màu đỏ đi. Xóa cho màu đỏ thì ở đây là color class. Là gì màu đỏ là gì? State dangerous. Và ta cho mắc cái thằng trên này. Ta cho margin right 1. Thằng này tôi cho cùng class cho nó, class margin right bằng 1 để nó hở bên phải trái ra. Và cái thằng cuối cùng
là class này tôi cho test center. Đây, và tôi chạy lại. Rồi ba cái thằng này hở ra một chút xíu, ok. Cái thằng này ta cho center luôn. Thằng cuối cùng class test center. Rồi ta chạy lại cái nó ra cái gì. Ok ha. Thế thì nếu như các bạn làm quản lý sản phẩm thế này, thế thì cái này tôi nói là có sẽ làm cho các bạn hai chức năng, đó là quản lý sản phẩm và quản lý gì? Loại sản phẩm đúng không? Thế thì tôi sẽ làm view cái loại luôn này. Đây, cái này, đấy, ok, nó nhanh này, làm nhanh này. Cái chuột này, còn loại này, được chưa? Loại thì hiện như nó báo lời loại này. Và tôi sẽ tạo luôn cái loại này. Đây, tập trung đi. Đây là bay, là category, ok. Rồi, và trong category này tôi sẽ tạo ra một cái tập tin index này, chấm PHP này. Và các bạn đừng có ngần ngại bê tất cả những cái gì bên product, control A, control C và sang đây control V. Và tất nhiên ta chạy thế này nó ra được rồi. Nhưng hiện tại đang quản lý cái gì biết không? Nó quản lý cái gì? Quản lý sản phẩm. Thế thì tôi bắt đầu mới chơi cái chiêu này này. Rồi, sang bên category này. Tất nhiên category thì cái dòng này không còn tồn tại này này. Tại vì loại sản phẩm nó nói là loại đây. Cái cần gì nó loại đó. Do vậy cái thằng này cũng loại luôn này. Rồi, tất nhiên là cái thằng này loại luôn. Cái thằng này loại luôn này. Do vậy cái thằng này vứt này. Ok ha. Và hai là loại sản phẩm không có hình này. Ta bỏ hình này. Đúng không? Loại sản phẩm có hình. Ở đây là hình loại luôn này. Ok. Rồi, bắt đầu ta sẽ dùng công cụ tìm kiếm và thay thế. Thay thế tất cả những chữ product thành chữ category, control H thành chữ category. Rồi lưu lại. Và tất nhiên chạy lên nó sẽ bị lỗi. Đúng không? Và nó báo cái gì đấy? Báo cái gì? À thế thì cái này thì chú ý, ta đã làm ở bên thằng này rồi. Đây này, copy luôn cả cái thằng này sang cho tôi. Ném sang trong thằng category, ta đưa vào cái thằng này. Rồi, nếu như thế thì ta sẽ đổi lại. Ở đây cái chữ nào product, ta đổi lại thành list category. Rồi, xong được. Một thằng. Hay hí. Rồi, những cái chữ tiếng Việt ở đấy đó, sửa được không? Rồi, view. Rồi, sửa. Rồi, tiếp tục. Nhớ là sửa thì tạm thôi, ta sửa luôn cái thằng này để ta nhìn cho rất là dễ này. Đây là loại sản phẩm này. Danh sách loại sản phẩm này. Ok, lưu loại này. Được chưa? Rồi, quay về sản phẩm này. Giờ tôi lại làm một cái chức năng bên sản phẩm là thùng rác này. Được chưa? Ấn vào thùng rác này. Ồ, nó báo lỗi là short. Thế thì tôi cũng tạo ra một cái thằng gì trong product này. Tôi tạo ra một cái tập tin có tên là short này, chấm PHP này, lưu lại này. Và tôi bê tất cả những cái gì ở bên cái tập tin này này sang bên tập tin short này. Và tất nhiên khi này tôi nói rồi, tôi đổi lại cái chữ này là short là xong. Và tôi đổi cái này là thùng rác loại, thùng rác sản phẩm. Sản phẩm, đây. Và tôi chạy lại. Đây là thùng rác sản phẩm. Thùng rác sản phẩm nó có cái này. Và tất nhiên khi mà sang thùng rác sản phẩm thì cái chức năng ta không nên cho hiện từ trạng thái nữa. Thì nó đã thùng rác cái chân nhìn kích vào trạng thái là gì? Nó là rác rồi. Thì trạng thái của nó là rác rồi. Thế thì ta sẽ sửa một chút xíu cho hợp lý thôi. Thế thì cái này ta bỏ đi này, đúng không? Cái này bỏ đi, cái chức năng này bỏ đi. Rồi, ta sẽ sửa lại một chút xíu. Rồi, cái short này, cái chức năng thùng rác bỏ đi. Thì cái nùi trên này bỏ đi này. Đấy. Và giờ tôi không có khái niệm cập nhật ở đây nữa. Mà tôi lại khôi phục. Re. Short.
RL Reset. Ok, khôi phục. Và cây này, cái nút dây này, cái nút dây này này là delete luôn. Xóa khỏi thùng rác luôn, được chưa? Các bạn hai cái nút đó. Thế thì hai cái nút đó thì ta có nên đổi lại icon không? À, nếu như đổi lại icon thì ta đổi lại cái này là bách đi. Re là gì? À, cái này đây ha. Được không? Ok, copy cái này đổi lại cho tôi cái nút. Nút này. Nó có edit ở đâu mà để chữ edit, đúng không? Rồi chạy lại, nó ra này. Đó, được chưa? Và tất nhiên là icon nó tùy các bạn. Rồi còn cái nút này, ta đang đứng ở thùng rác thì ta không có nên có nút thêm. Đứng ở thùng rác thì không có nút thêm. Thế thì ta lại quay lên ở trên này, đã là thùng rác thì không có khái niệm thêm. Mà đã là thùng rác thì không có khái niệm đi vào thùng rác, đúng không? Thế thì cái nút này ta sẽ xóa đường link ấy, đến ở chỗ này. Và ta đổi lại là thoát. Thoát. Và thoát thì tôi lấy một cái icon khác đi. Icon của nó tôi lấy cái nút này. Ok. Được chưa? Ổn không? Rồi giờ ấn nút thoát này, nó quay về này. Ok. Được chưa? Nó quay về sản phẩm đấy, đúng không? Giờ bắt đầu ta sẽ đi xử lý những chức năng nhỏ nhỏ nhá. Tôi mới giả sử, giờ tôi mới nói là giờ tôi muốn quản lý thùng rác của loài sản phẩm thì ta sao? Kích vào đây ha, được không? Kích vào đây. Ở chiếc chat của thằng này nó không có này. Rồi ta có thể tạo nó luôn nhá. Tôi làm một lúc hai cái luôn để các bạn hiểu được là cần làm một cái chỉ cần copy sửa là xong. Chat. Tiếp lại. Và tôi copy cái thằng bên này. Ctrl A, copy, tôi ném sang cái thằng bên này. Ok. Và tương tự như cái này, cái thằng này bỏ, đúng không? Thằng này bỏ. Tại sao là bỏ đã biết rồi đó. Và ta sẽ thay thế trừ product thành trừ gì? Calorie. Ok ha. Rồi, nó là trừ search, nó cũng là trừ search. Rồi xuống đây hình ảnh không có. Loại sản phẩm không có. Đúng không? Và ở trên này là gì? Thùng rác. Loại sản phẩm. Ok. Và chạy xuống một đoạn, xuống như này, hai cái này ta xóa đi. Hình ảnh xóa. Và gì? Loại sản phẩm xóa nhá. Đây. Và xuống ok, cho chị lại. Ổn chưa? Ok ha. Nó là loại sản phẩm trong thùng rác chưa? Đây rồi. Bách ra. Đây là sản phẩm. Đây có hai, có thử ở trong này có dây nam không? Trong thùng rác có dây nam không? Không có, đúng không? Rồi, tao mà cái nút này cũng tầm bầy luôn này. Thế thì ta nên chơi cái chiêu là tất cả đều là chữ thêm chứ đừng có thêm loại. Thì khi nào ta không cần sửa thôi đi. À thế thì ta chơi cái chiêu này. Cái thằng thằng này ta dùng chữ thêm. Ngắn gọn ha. Cái thằng này ta cũng dùng chữ gì? Thêm thôi. Đấy lưu lại. Và đóng hết tất cả cái này lại ha. Rồi cái gì cho sale sao? Rồi sale lại. Rồi tôi sẽ chạy lại như thế này. Rồi tại sao tôi phải rồi do này. Thêm này. Được chưa? Bị lòi này. Rồi thùng rác này. Rồi quét lại này. Rồi tôi giờ xử lý ba mấy cái nút dề trước nha. Nút dề trước đó là nút gì? Thay đổi trạng thái. Được không? Thay đổi trạng thái này giờ tôi làm loại nhá, đừng có làm sản phẩm nhá.
Tại vì các bạn đã biết là làm sản phẩm như thế này thì nó có một cái đặc điểm nó loại rất chậm, đúng không? Hiểu chưa? Ok, thì tôi làm loại đi một tí xong, loại đi copy sang. Hiểu không? Rồi, kích cái này cái này. Kích cái này cái này. Ok, thay đổi loại. Loại của thằng nào đây? Loại của category. Thế thì ta sẽ đi ra đến cái loại của category thằng này. Đây. Ok ha. Ta tạo nó này. Rồi, category loại này. Category này. Ok, lưu lại này. Và trong này tôi sẽ viết một đoạn code như sau này. Ok. Bước đầu tiên ta làm gì? Ta lấy cái ID số 7 ra. Lấy bằng cách gì? Lấy bằng cách gì nè? Ok, thế thì ta lấy bằng cách như sau. Ta lấy ID ra bằng cách là require ID. Ta có được ID chưa? Ê, cho cái ID coi thì nó ra ID không này? Đúng chưa? Sau khi lấy ID ra, tôi sẽ lấy luôn cả mẫu tin nó ra luôn. Mẫu tin nó ra luôn, được chưa? Mà mẫu tin của thằng gì? Của loài nhân phẩm, đúng không? À, thế thì ta tác động cơ sở dữ liệu của nó. Thế thì ta phải category bằng gì? Loạt gì? Một. Và đây là gì? Backend category. Ok. Ta bị lấy thằng này. Và ta sẽ lấy một mẫu tin ra. Một mẫu tin thì ở đây ta dùng gì? Một tôi quy ước rồi. Nhiều ta lấy gì? Lít. Một tôi dùng gì? Rao. Rao thì bằng gì? Category. Rồi. Category. Rao. Được không? Và ta đưa ID vào. Và ta chạy thử lên các thứ nó ra cái gì? À, nó báo là thằng category row trong kia chỗ có, đúng không? Ok. Rồi, tôi copy cái này. Rồi, tôi sẽ đi vào trong category ở đây. Thằng này nó nói trong này không có này. Thế thì ta sẽ hút vào đây. Function. Rồi. Và ta đưa vào cái ID. Ta đưa vào ID. Được chưa? Rồi, ID ha. Thế thì câu lệnh SQL của tôi là cái này. Được chưa? Select sub from ID bằng ID. Được chưa? Và cái này tôi chỉ trả về một mẫu tin. Thì tôi return thằng này là xong rồi. Return thằng này là xong. Ok, return cái này. Return. Xong. Được chưa? Nghĩa là return như thế. Thế thì ở đây tôi sẽ print cái gì? Cái row. Coi nó ra cái gì? Ok, nhìn. Nó ra một mẫu tin đúng không? Nhưng vào một ngày đẹp trời có một thằng nó gò bầy thế này này. Nó gò bầy gò bà thế này. Và mẫu tin này không có, đúng không? Enter cái. Hiển nhiên không có. Và không có mà mình lại cập nhật trạng thái của cái gì đó nó bị lỗi. Do vậy tôi có dùng một cái là nếu như cái row này nó bằng null là e cho nó lỗi. Ok, đúng có lỗi không nha? Để lại đi. Lỗi chưa? Và không số 7 thì là không có lỗi đúng không? Ok, thế thì lỗi ta sẽ phải báo lỗi. Ta thống nhất rồi. Lỗi là phải báo lỗi đúng không? Đấy, lỗi là phải báo lỗi. Thế thì ta chuyển hướng trang sẽ báo lỗi. Chuyển hướng trang. Chuyển hướng trang sang đâu? Chuyển hướng trang này. Chuyển hướng trang thì hàm gì để chuyển hướng trang nhỉ? Free gì? Đúng không? Chuyển hướng trang sang gì? admin.php đường dẫn là option bằng product. Nhưng tôi muốn là khi mà chuyển hướng trang sang thì phải mang cái lồi sang. Ở đây là mang chưa? Chưa mang lồi. Thế thì tôi phải
dùng cái hàm để thiết lập giá tỷ lồi bằng session. Do vậy, các bạn mở cho tôi, tìm đến cho tôi cái tập tin co. Co. Tìm đến cho tôi tập tin co. Ok. Và các bạn thấy có một cái hàm mà nó liên quan đến flat function. Hazard flat. Thấy cái có cái này không? Nhìn có thử đúng có mấy cái hàm này không? Hàm thứ hai, hàm thứ ba. Set. Và hàm thứ ba là gì? Nhìn có đúng không? Tìm đúng không? Tìm đến tập tin co có chứ? Tập tin co trong mấy? 113. Yeah. Rồi. Rồi rồi. Name it. Vậy thì về đi. Rồi thứ nhất. Đưa vào cái name. Tại sao ta bị kiểm tra xem nó tồn tại theo cái lấy không tồn tại ta thì cứ lấy. Đúng không? Nó phải bước đầu tiên ta kiểm tra tồn tại. Do vậy ta đưa cái name vào. Nếu như insert của session, cái name này, đưa cái name vào đây, có nghĩa là tồn tại đúng không? Ghi thế này là tồn tại insert, tồn tại cái name đó, thì ta return bằng true. Đúng không? Đúng như thế không? Rồi, nhiều lúc nó sai sao? Return gì? Ngược lại là return là gì? Còn ok. Do vậy để đảm bảo việc làm mỗi lần mà các bạn lấy session thì các bạn phải kiểm tra nó có hay chưa, kiểm tra mình lấy chứ không thể lấy bừa được, được chưa? Thứ hai, ta sẽ gán giá trị cho nó, gán giá trị cho nó. Ok, thì gán giá trị ta sẽ đưa vào đấy gì? Name gì nó? Gì? À, value nữa đúng không? Value. Ok. Và ở đây ta sẽ gán giá trị cho nó. Và gán giá trị cho nó ta dùng cái hàm này bằng value phía sau. Hết chưa? Còn cái thứ ba có email gì không? Chết cha, một cái set. Cái này là set, còn cái này get là, à, get là lấy nhá. Get là trả về, được chưa? Get là trả về thì ta sẽ dùng một cái biến. Biến tên gì? Biến gì? À, value à. Mấy cái này nói không hiểu ra hả? Value, ok. Bằng, hiển nhiên là có thì ta mới lấy nhá. Lấy thì ta dùng cái này. Và lấy có đưa vào cái name không nhỉ? Lấy cái tên gì đó thì ta mới đưa vào cái name. Ok, thế thì ta sẽ lấy cái tên đó ra. Được chưa? Rồi cái câu lệnh cuối cùng là, hai câu lệnh cuối là sao? Lấy ra và xóa. Lấy ra phải xóa luôn cái biến đó đi. Mà xóa để làm gì? Có nghĩa là lồi chỉ xuất hiện một lần, không lưu mãi mãi. Được chưa? Do vậy cái lệnh này để xóa đi. Xóa là dùng cái lệnh gì nhỉ? Ấn gì? Unset. Đúng không? Và unset cái này. Theo các bạn, hai dòng lệnh này đổi thứ tự được không? Ta xóa rồi ta mới lấy thì có gì lấy nữa. Đúng không? Có phải ta lấy ra một cái biến ở đâu đó đi rồi, sau đó ta mới xóa. Xóa rồi ta mới return cái gì? Value. Thế thì đối với trường hợp này, trước khi làm ta phải gì? Set ra get. Ở chỗ này ta phải set ra ta get. Set. Đúng không? Set flat. Tên là gì? Tên ở đây
set nhá, nhớ là set thì nó hai giá trị nhá. À, message. Đừng có nói báo lồi nhá, đừng có nói lồi nhá. Ok ha. Tại vì lồi thì nó lại có gì? Lồi thì nó sẽ có gì? Có cách nào bây giờ mà set được thêm giá trị đúng không nhỉ? Ba cái đi. Ví dụ trường hợp này là lồi, là lồi thành công hay là thất bại. Đấy, cái kiểu lồi nữa. Thế thôi tạm thời tôi chỉ dùng cái bật thông báo lồi với cái con lồi mau gì thì tạm thời thôi ta đọc trừ đi nhá. Ok. Và ở chỗ này ta báo là gì? Giá trị của nó là gì nhỉ? Giá trị là đi vào đây đừng link có tồn tại không? À, ta ghi là mà loài không tồn tại. Được chưa? Và ta chạy. Và khi chạy thì nó chạy về đây. Ok ha? Chạy về đây. Thế thì tại cái trang này, tại cái trang này, à, xin lỗi, tại cái trang này, tôi sẽ gọi một cái thông báo lồi. Nhớ là trong tài liệu thì tôi có dùng một cái khác. Hôm nay tôi dùng một cái khác, do phải ghi chú cái này. Cái table á, đây. Tôi sẽ gọi ra một cái tập tin message PHP require one. Im lặng. View as set back end set message .php. Và tất nhiên cái tập tin này nằm ở đâu biết rồi gì? Nằm ở đâu? Nằm ở đây luôn đúng không? Nằm ở trong back end luôn. Được chưa? Và tạo cho tôi cái tập tin này. Và cái tập tin này nếu như các bạn mà để thế này, quay lại này, lồi đây này, rồi set flat, FLA mà, FLASH mà, set, cái này sai này, đúng không? Ok. Rồi, chạy này. Ở chết cha mà chạy qua product, tự nhiên chạy qua product, đang làm category mà chạy qua product thì yeah. Hiểu không? Ok, ta quay lại này, control 0 này. Quay lại quản lý loại sản phẩm này. Rồi ấn vào đây này. Nó chạy. Rồi giờ nó gõ tâm bày này. Gõ tâm bày này. Chạy này. Nhưng các bạn thấy ở trên này tự nhiên nó luôn luôn gọi cái này đúng không? Thấy nó luôn luôn gọi thấy vô duyên không? Thế thì ta mới đặt ra trường hợp nếu như có set sum thì nó bị gọi. Đúng chưa? Do vậy ở đây tôi sẽ làm như sau. PHP nếu như insert không cần dùng cái này nữa mà dùng cái gì nhỉ? Have gì? Head flat. Khi nào ta có tình định tạo cái này rồi đúng không? Và cái tên ta cần kiểm tra là gì? Đúng không? Đấy, thế thì ta bb xuống này. Bb xuống này. Any div này. Và chỗ này tôi cho nó một cái div này. Div class này. Alert này, alert này, alert thông báo chung chung này, alert dangerous là hơi nguy hiểm đó, info đi. Rồi ở đây thế này, và tôi sẽ in ra giá trị của nó đúng không? In ra giá trị thì ta get tên là set có, thế thì ta sẽ in ra giá trị ở đây đúng không? Mà tôi sẽ in ra luôn thì e cho gì? E cho get flat đưa vào cái gì? Đưa vào cái tên thôi. Message. Ok. Và tới trả lời này. Đây. F5. Wow.
value ở đâu? Dòng 23. Đây. Ok, thank you sir. Lại. Rồi, sao không bao lỗi nữa? Tại vì nó xóa đi rồi. Ok, giờ bắt đầu ta làm này. Ta làm này, ấn vào đây này. Rồi, bao lỗi. Này, rồi, bấm này, bấm, ấn enter cái này. Nó bao lỗi thấy chưa? Mà loại không tồn tại. Ok ha. Thế thì giờ ta sẽ xử lý cái tình huống là nó đúng này nhá. Tình huống là đúng này. Đúng thì nó sẽ chạy xuống đây này. Đúng thì nó chạy xuống đây này. Ta không cần ngược lại. Tại vì sai nó đã chuyển hướng trang rồi, nên đúng thì nó cần ngược lại. Ngược lại làm chính cho nó búi cốt ra. Được chưa? Do vậy ở đây tôi sẽ lấy một cái biến tơ tơ là trạng thái. Thôi tôi dùng cái này luôn đi. Array my data bằng array chấm phẩy. Tôi sẽ cập nhật lại trạng thái. Thế thì category, category search sẽ trỏ đến. Và đây tôi ghi thế này cho nó ngắn. Round của cái này status nếu nó bằng 1 thì đổi lại bằng 2, mà nếu nó bằng 2 thì đổi lại bằng 1. Được chưa? Hiểu vấn đề chưa? Nếu như mà sản phẩm đó mà là 2 thì đổi lại bằng 1, nếu nó 1 thì đổi lại bằng gì? Bằng 2. Và tiếp tục người ta đã đổi lại cái trạng thái thì chứng tỏ mẫu tin này đã được cập nhật không? Có được bị cập nhật không? Có chứ sao không? Đã thay đổi một cái gì trong cơ sở liệu là được cập nhật. Thế thì ta sẽ hỏi coi thứ ai là người cập nhật? Dìa mân đây cách ra hờ minute s. Đây là gì? Ngày cập nhật đúng không? Và tiếp tục category update add by thì khi này ta có lưu kỳ gì rồi? Ta khi này có lưu kỳ mà của người đăng nhập rồi đúng không? Và tạm thời tôi print cái này ra, coi nó ra cái gì cái đặt. My data. Được chưa? Chạy thử coi này. Wow. Update by nó không có ra là gì nhỉ? Update add rồi. Update by nó không ra cái gì là sao? Cái này sai hả? Rồi, quay lại đây. Tạm thời tôi sẽ viết nhanh một cái chức năng nhá. Log out nhá. Đúng không? Log out, đây. Admin log out.php. Rồi, lưu lại. Và PHP này nó có gọi lại một cái include one require one require đi require one gọi lại cái system có mục đích để dùng để chuyển hướng trang thôi đó. Được chưa? Và ở đây có session start, tập trung đừng có nói chuyện đấy. Được chưa? Và tôi sẽ xóa tất cả các session. Thế thì nếu như xóa thì các bạn dùng cái lệnh ngay là xóa gần như hết luôn này. Delete gì? Đây này, chú ý cho tôi. Có xóa session thì có hai cách xóa này.
lấy này, hủy này. Hủy đây là unset, cái này có unset không? Rồi, muốn hủy toàn bộ, các bạn dùng từ session destroy. Bất chấp nó là cái gì, xóa hết. Được chưa? Và chuyển hướng trang ý sang admin lại. Và nói đúng ra là long in admin thì hay hơn. Admin long in thì hay hơn. Ok ha. Rồi đây. Tôi chạy lại. Tại sao tôi bị chạy lại như này? Chạy lại để tôi đăng nhập lại các thứ cái chức năng này nó đã gán cho tôi được chưa? Cái này này. Tại sao cái này khi nào tôi làm mà nó không cho? Được chưa? Thấy tôi làm đây này, thấy làm chưa? Mà nó không có trả cái ID mà nó bị rồng vừa đây, nó bị rồng đấy. Nguyên nhân là cái biến này khi này ta log in trước đó rồi mà ta không cho thiết lập. Được chưa? Rồi giờ lại này. Ờ, đây là admin log out này, admin log. Enter. Rồi đăng nhập lại ha. Admin ấn vào. Rồi, tôi sẽ kích vào lại loại sản phẩm, tôi kích vào trạng thái. Giờ nó trả về số 1 chưa? Thì trả vì khi này là nó đăng nhập mà nó chưa lưu. Hiểu không? Nhưng theo quan điểm của tôi, ta không nên dùng session destroy nha. Không nên dùng session destroy. Tại vì nếu như xóa là nó xóa không cả admin cả. Nó luôn, do vậy không nên dùng cái này. Ta chỉ nên dùng là unset thôi. Và unset, thế thì ở đây ta nên dùng cái lệnh unset. Nhá, unset. Và unset bao nhiêu biến? Thì giờ bắt đầu ta mới chơi, mới quay về cái này đi. Unset thứ nhất là biến này. Đúng không? Unset thứ nhất là biến này. Rồi cái này double thành 4-5 cái. Rồi copy đi, rồi tí là sao? 2-3-4 rồi. Cái gì này nè? ID này, đúng không? Gì này nè? Email này. Và gì nè? Ok. Unset từng nói cây là được rồi, nhớ đấy nhá. Chứ đừng có unset hết. Rồi, giờ nếu như ta lấy được rồi, ta sẽ dùng cái lệnh cập nhật những mẫu tin này. Ok ha? Lệnh cập nhật. Thế thì tôi sẽ viết lệnh cập nhật đây. Như sau đây. Rồi, cập nhật mẫu tin này. Thế thì cập nhật, thế thì ta sẽ dùng cái hàm này để cập nhật. Được chưa? Rồi, ta chạy này. Ta chạy này. Giờ chạy thế này, nó báo cái hàm này chưa tồn tại. Đúng không? Và chú ý, cập nhật ta phải đưa thêm một thông tin nữa. Đó là ID. Cập nhật mẫu tin nào. Ok. Thế thì ta đang thiếu cái hàm này. Các bạn mở cho tôi cái category lên. Và ta sẽ xây dựng ra một cái hàm function. Cập nhật. Rồi. Ta có một cái data. Mà giờ tôi mới hỏi này. Câu lệnh SQL cập nhật là thế này. Ê cho. Update gì nhỉ? Update gì? Table đúng không? Sheet gì? Sheet table. Xin lỗi, sheet gì nhỉ? Ở trên này là gì đấy? Đúng rồi, sheet table mà cấn là sao nhỉ? Đây, tôi mở cái câu lệnh SQL lên để các bạn coi ha. Update SQL W3SQL. Đây, nhìn câu lệnh này. Câu lệnh này nó có update đây. Update tên bảng set. Rồi, update tên bảng set. Rồi, đúng không? Rồi, where? Đúng không? Product gì? À, xin lỗi, ở đây là gì? Category ID bằng ID. Thế thì cái set này nó mới khó này. Đứng sau set này, ta cái này có mấy trường? 3 trường đúng không?
Thế thì tạm thời tôi sẽ làm một cái biến str set ở đây. Và set là tên trường bằng gì đó, giá trị, đúng không? Set tên trường bằng giá trị. Thế thì tên trường bằng giá trị thì tất cả những thứ đó nó nằm ở trong này. Rồi, tôi đi lập, dùng vùng lập for s as round hay tầm đi. Rồi. Hoặc là đấy tôi dùng chữ key field mũi tên. Vậy field là trường, tại vì khóa của nó chính là tên trường, được chưa? Còn value là giá trị cần cập nhật. Ok, thế thì tôi sẽ tạo một cái biến đó ở trên này, biến ban đầu bằng rộng, và tôi sẽ gắn cho nó lại. Ở tạm thời ở đây tôi dùng một cái biến SQL bằng đi, rồi xuống như này tôi e cho cái biến SQL ra. Rồi bắt đầu ta quan sát câu lệnh SQL nhá. Khi nào đúng thì nó mới cập nhật thành công. Rồi, thế thì field là đưa vào đây. Field là đây. Và chấm bằng cái này hơi búi đấy. Đó, vậy tôi phải dùng thế này, bằng giá trị thì bị đưa vào trong dấu nháy. Và cuối nó phải có dấu phẩy cách. Và ở đây tôi đưa vào cái về. Và ta quan sát lại câu lệnh SQL. Câu lệnh SQL này đúng chưa? Nhìn coi. Câu này phẩy đúng không? Đây. Đây. Tên trường. Nếu như nhiều là phẩy đấy. Đúng rồi đó. Không có sai đâu. À nhưng có dư cái gì không? Dư cái này này. À và hiện tại đang chạy được mấy cái nhỉ? Một nối này. Nối này. Ok ha. Chú ý bị cái nối đó đó. Rồi chạy lại này, nối này. Ok chưa, đúng chưa? Rồi tên trường thứ nhất này. Đổi lại bằng 2 này. Đúng không? Rồi tiếp tục cái này là cập nhật lại ngay này. Ok. Rồi tiếp tục là cập nhật cái này. Chú ý dư cho tôi cái này. Bị dư cái này. Được chưa? Dư thì ta sẽ dùng cái lệnh xóa. Thế thì tôi có cái biến này rồi, tôi sẽ dùng chữ rsim. Cái này đã học rồi. Cái này là xóa ký tự trắng bên phải. Rồi sau khi xóa ký tự trắng bên phải thì tôi xóa dấu nháy rsim. Rồi xóa cái dấu phẩy này luôn. Không biết đưa trước hay đưa sau. Cứ chạy đi, nó ra là được. Ồ, nó xóa hết luôn rồi con gì. Là đố sau hả? À, thế thì đố trước đố sau ta bị để ý một chút. Tôi nhầm cái này rất là nhiều. Ok. Và ta chạy lại câu lệnh SQL mà mất dấu phẩy ở đây là thành công. Ok ha? Mà thành công thế thì câu lệnh này cập nhật thành công. Thế thì ta sẽ chạy câu lệnh cập nhật xong. Mà câu lệnh cập nhật là zip. Gì? Query. Ờ, từ hôm trước ta mới chỉ làm những kia học lệnh nó sẽ con lấy giá trị thôi chứ chưa làm cập nhật, đúng không? Và cái lệnh này là không trả cái giá trị, tôi dùng chữ no research. Ok, tôi copy cái này một tí là tôi tạo cho nó nhanh nhá. Đấy, chạy ra. Nó báo là hàm no research này không có. Thế thì ta vào trong database đâu rồi? Đây, database đây. Các bạn xây dựng cho tôi một cái hàm function. Rồi, không biết ngày hôm nay bị gì mà cái lệnh này gõ sai hoài à. Và tôi đưa vào một cái no lệnh SQL. Và bài này cực kỳ dễ luôn. Xong. Thì copy cái lệnh nó xuống sao? Tại vì cái lệnh này tuy vẫn không trả cái giá trị thì đâu cần gì dùng cái biến trả cái giá trị. Đúng không? Đó là câu lệnh insert. Insert. Cái này dùng chung cho insert, update và delete. Cái nào không có trả cái giá trị thì chạy cái này. Ok. Và
ta chạy lại cái thử nhá, chạy lại đi, rồi chạy lại. Ồ, nó cập nhật xong thì nó đâu làm gì nữa, đúng không? Chuyển hướng trang nhỉ, đúng không? Và chuyển hướng trang, ta chuyển hướng trang, đây. Chuyển hướng trang là hai câu lệnh này. Chú ý sau này chuyển hướng trang hai câu lệnh này nha. Tại sao phải hai câu lệnh, nó phải là một? Tại vì một câu lệnh thì để làm gì? Để lấy cái thông báo cập nhật thành công, thay đổi ok chạy phù nốt báo thay đổi trạng thái thành công, đúng không? Rồi control o lại để em ấn lại này, đỏ chưa, xanh chưa, đỏ chưa, xanh chưa, đỏ xanh là nó thay đổi nữa. Ok, thế thì làm luôn cái chức năng xóa này đi ha. Nó dễ heo ha. Ấn cái này, xóa này. Ồ, nó bị đeo chat này, nó bị lồi. Rồi, tạo cái này. Lưu lại. Đây là đeo chat. À, thì các bạn làm cho tôi một thao tác cực kỳ nhanh luôn. Ctrl A, Ctrl C và vào đây Ctrl V. Và cái dòng lệnh này bỏ đi, cho tôi nó số 0, xóa vào thùng rác, thành công. Xong chức năng thứ hai, xóa câu 13 nhá, xóa 13, nhìn coi 13 nó còn lại đâu này, 13 còn không? 13 đã được nhảy vào thùng rác đây. Thế thì ta lại ấn vào cái nút này nhỉ, được không? Ấn nút này là khôi phục. À, thế thì recharge. Recharge, ok. Recharge, copy lại, tạo ra, lưu lại. Và copy ở bên Deltas, copy ở bên Deltas, giờ dán vào đây. Và chú ý cho tôi là đổi chuyển hướng trang là phải thi trừ két bằng charge, được chưa? Và chuyển hướng trang này cũng là két bằng charge. Và chú ý cho tôi lại một câu là ở chỗ này đổi lại cho tôi số 2, đổi lại số 2. Xong nhỉ? Và tất nhiên xong thì xong, nhưng cái này chú ý một điểm này là trên cái này có gọi chữ message đúng không? Mà cái trớt bên này có gọi message chứ? Chưa có, thì các bạn để vào đây để nó báo lỗi. Thế thôi, thông báo lỗi. Và ta sẽ làm như sau đây, cái chạy cái, nó quay về. Ai? Giờ ghi thế này có vẻ tầm bầy nhỉ? Khôi phục chí thành công, đúng không? Ta ghi chữ khôi phục thành công, thế thì ở trong cái retrace, retrace này ta đổi lại là khôi phục thành công. À, hai lần thành công rồi. Ok. Ok ha. Rồi, recharge. 22 recharge. Được chưa? Thoát về 22 có bên này chưa? Đây có đây. Ok. Nhớ là về là trạng thái của nó luôn luôn bằng 2 nhá. Là chưa xuất bản. Tự nhiên nó ở bên thùng rác chuyển về không phải rác mà nó lại xuất bản luôn thì vô lý. Ok.